Hello hello tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ lên một cái video để chia sẻ với anh em về top những con game tài xỉu đạt được lượng người chơi và lượt tổng cược lớn nhất của năm 2023. Ok nha anh em. Thì mình hiện tại con game mình đang chơi á là con game 68 game bài, một trong những con game đang đứng đầu về cái lượng cược cũng như lượng người chơi của năm 2023 nhé anh em. Thì hiện tại thì 68 game bài cũng đang có hai cái sảnh game chính của tài xỉu ấy, đó là tài xỉu xanh và tài xỉu MD5. Ok, và mình đã thống kê lại cái lượng cược của một phiên của thằng tài xỉu xanh trong game 68 game bài nhé anh em. Đây thì cái lượng cược của nó là lên tới là 2 tỷ 8 anh em, 2 tỷ 8, đây sắp xỉ 3 tỷ nhá anh em, bên này là 2 tỷ 9 3 tỷ đấy nhá anh em. Đấy thì hiện tại thì nói chung là con game 68 game bài ấy, hiện tại thì rất nhiều anh em chơi nhá anh em, rất nhiều anh em chơi và tiếp cận nhá. Thì nói chung là con game này thì mình chơi cũng khá lâu rồi, từ cái thời mà nói chung là cái lượng cược của nó ấy, thời mình chơi cách đây khoảng tầm 1 năm ấy, cái lượng cược của nó đâu đó là tầm 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Tuy nhiên thời gian gần đây, đặc biệt là năm 2023 này nha anh em, thì con game này đang phát triển rất là mạnh, bởi vì cái độ uy tín của nó rất là cao nha anh em. Đấy thì nhiều anh em đặc biệt thích những con game nạp rút nhanh và uy tín, nạp rút nói chung là không hạn chế số lượng rút mỗi ngày nhá anh em, anh em muốn rút bao nhiêu thì rút. Đấy ví dụ bây giờ mỗi ngày nó hạn chế cái số lần rút của anh em, mà ví dụ bây giờ nó cho anh em rút ngày 2 lần giống như thằng cu bét nhá, mình nói giống như thằng cu bét nhá, thì ví dụ bây giờ anh em chơi 5 lần một cày, anh em chơi 5 lần. Anh em một lần anh em ăn tiền là anh em phải rút ra hết, đúng chưa? Đúng chưa anh em? Đấy thì anh em chơi 5 lần thì ví dụ rút được 2 lần thì còn 3 lần kia thì làm sao hả anh em? Anh em để tiền trong à? Anh em để tiền trong tài khoản là nhiều lúc mình ngứa tay, mình vào mình châm một cái. Ví dụ nhá. Ví dụ như tôi nhá. Tôi là một người chơi khá là lâu và tôi đã làm chủ được cái bản thân của tôi. Đấy thì hiện tại ngày qua thì tôi đã hút được 200m từ vốn 40m nha anh em. Đấy thì tôi vẫn để nguyên tiền ở đây, để hôm nay tôi lên cái video tôi nói cho anh em hiểu rằng chơi game nếu như mà anh em làm chủ được bản thân thì anh em mới nên để tiền trong tài khoản nha, trong tài khoản game ấy. Còn nếu anh em nào mà kiểu mà hay bị cuốn ấy thì tốt nhất là lần nào ăn thì anh em rút hết cho tôi. Đấy, khi nào chơi thì anh em lại nạp vào, chả có vấn đề gì hết nha anh em, thoải mái nha anh em. Đấy thì một cái tiếp theo mình muốn nói ấy, là cái cầu của thằng này nó cũng rất là uy tín nha anh em. Cầu này anh em thấy chưa, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ví dụ mà mình vào sớm ấy, mình gặp cái cầu này nhá, mình khẳng định với anh em tài khoản của mình lên 1 tỷ đó là chuyện bình thường nha anh em. Đấy có những ngày tôi ăn 5-700 1 tỷ là chuyện bình thường nha anh em. Tuy nhiên mất thì cũng nhiều. Đấy thì đó là cái vấn đề mà ăn hay mất thì phụ thuộc vào cái khả năng của anh em thôi. Còn game thì nó chỉ có hỗ trợ anh em đó là nạp rút nhanh này và nạp rút thoải mái, nạp rút vô tư nha anh em. Đấy thì anh em nhìn cái lượng cược xem. Đây. Lượng cược như cái ván này là nó lên đến 3 tỷ. Đây vì ví dụ như ván này thì đều đều thì gọi là nó tầm 2 tỷ rưỡi nha anh em. Anh em cứ tính xem, một phiên của nó bên tài xỉu xanh là 2 tỷ rưỡi, bên MD5 cũng mình nói thật là cũng sắp xỉ cũng tầm 2 tỷ rưỡi. Thì anh em cộng hai cái lại xem, một phiên của nó là 5 tỷ. Đấy thì 5 tỷ của một phút chơi game, anh em tính xem thử cái lượng chơi như thế là nó thế nào, quá kinh khủng đúng không anh em? Nó quá kinh khủng đúng không em? Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi nha anh em.
Mình sẽ soi cầu một tí nhá, không vội nhá anh em. Vì hôm qua mình đã ăn được 200 m rồi, thì hôm nay mình sẽ không vội nhá. Hôm nay mình sẽ kiếm một ít thôi, hôm nay không tham nữa nhá. Cầu xỉu chảy đẹp quá anh em ơi. Nếu như cầu xỉu đang đẹp thì mình cứ chạy theo cầu xỉu đi. Ok, húp nha anh em. Nói chung là mình cứ bám cầu thôi nhá, mình cứ bám cầu mình chơi thôi. Tiếng này thì anh em chơi 1 tỷ 8 nhá. Giờ này thì buổi sáng nên có lẽ là anh em cũng bận đi học và đi làm nhiều, nên là cũng ít anh em chơi. Ví dụ anh em vào cái giờ buổi tối ấy, có những phiên là lên tới tầm 3 tỷ mấy anh em ạ. Có những phiên lên tận 3 tỷ mấy. Thì khi nào gặp cái những cái cầu đó thì mình sẽ cắp lại cho anh em xem. Mình không nói láo đâu nhá. Có những phiên nó chạy đến 3 tỷ mấy đây anh em. Đấy, anh em có thể thấy cái lượng tiền nó đổ vào là kinh khủng thế nào đấy. Một ngày. Mỗi cái đó là mình nói mỗi cái tài xỉu thôi nha anh em. Mỗi cái tài xỉu thôi nhá. Thì con game này thì nó cũng đủ thể loại game. Đấy, cộng tất cả lại thì anh em sẽ tính nhẩm ra cái lượng tiền kinh điện như thế nào. Ok, vẫn húp tiếp nha anh em. Cầu rất là đẹp, sáng nay cầu rất là đẹp nha anh em. Đấy thì nếu như mà mình vào sớm một tí thì nói chung là cũng bũ khá là đấm nha anh em. Khá là đấm nha anh em. Ok, mình vẫn bám cầu nhá. Khi nào gãy thì mình tính tiếp. Anh em hạn chế bẻ cầu cho mình nhá. Chơi game tài xỉu hạn chế bẻ cầu nhá. Khi nào mà anh em xui quá thì anh em mới chuyển vế đổi dấu. Còn nếu không thì anh em cứ bám cầu cho mình. Ok chưa anh em? Ok. Vẫn húp đều nha anh em. Húp đều nha. Mục tiêu của mình hôm nay sẽ là tầm 100 củ nha anh em. Lãi 100 củ là mình sẽ ia cờ rút nhá. Mình sẽ rút hết luôn nha anh em. Mình để lại đâu đó tầm vài chục, chiều nay làm ngàn điểm lô đi. Ok, vẫn cứ là húp nha anh em. Cầu rất là uy tín nhá. Cầu bên này rất là uy tín nha. Ok, cầu chịu chạy rất là đẹp luôn này anh em ơi. Đấy thì ví dụ mà những cái cầu như thế này mà gặp những anh em mà không đánh được xỉu thì cũng khó đấy nhá. Đấy, nếu như những anh em nào mà chỉ đánh tài không đánh được xỉu mà nó ra khoảng tầm 3 tay xỉu thì anh em nên nghỉ cho mình nhá. Anh em nên nghỉ nhá, để khi nào nó ra tài rồi đánh tiếp. Chứ anh em mà cứ đam mê bẻ cầu là rất khó cho anh em về bờ. Mình vẫn chốt cái lãi nha anh em, mình vẫn chốt cái lãi vừa rồi nha anh em. Lãi bao nhiêu mình phang bấy nhiêu nhá. Đấy, anh em vẫn đam mê bẻ cầu này, anh em vẫn đam mê bẻ cầu này. Mình là tuyệt đối không nhá. Mình đặc biệt khi nào mình cực kỳ đen thì mình sẽ bẻ cầu hoặc thế này thế kia. Còn ok anh em ơi. Ok nha anh em ơi. Đấy thì cứ bám cầu mà chơi thôi. Hiện tại thì đang lãi là 90 m nha anh em. 90 m nha. Mình chỉ cần 10 triệu nữa là mình nghỉ thôi. Thì tay này mình sẽ nhẹ tay lại này. Trước khi chơi thì anh em nên tạo cho mình một cái thói quen. Đó là vạch trước cho bản thân một cái kế hoạch. Đấy, hôm nay mình có bao nhiêu vốn và mình sẽ kiếm bao nhiêu từ cái số vốn đó. Đấy thì cứ đạt được cái mục tiêu mà bản thân mình đã đề ra ban đầu thì mình sẽ nghỉ nha anh em. Anh em không nên tham. Tham là sẽ dễ chết lắm anh em. Tham là dễ ra đảo lắm anh em ơi. Xin một tay nữa nào. Gãy rồi, gãy rồi anh em ơi, gãy rồi. Gãy rồi nhá. Đấy thì
đến tay thứ 6, thứ 8, thứ 10. Anh em đánh nhẹ tay lại cho mình. Đấy nhá, 2 4 5 này, gãy ở tay thứ 6 này. Còn tiếng này. Ví dụ như tiếng này nhá. Ok, tiếng này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, gãy ngay tay thứ 10 nha anh em. Ok chưa anh em? Mình sẽ làm một tiếng hồi xỉu đi. Làm một tiếng hồi xỉu nha anh em. Đấy, thì nếu như tay này thua thì mình vẫn lãi là 60 củ nhá. Mấy khi mà gặp được cái cầu này hả anh em? Mấy khi gặp được cái cầu đẹp thế này, mình phải tận dụng thôi, chứ biết làm sao nữa. Về bờ là về bờ ở đây chứ sao nữa. Về bờ ở đâu nữa, đúng chưa anh em? Cầu này mà cầu không về bờ thì cầu nào về bờ nữa. Ôi thôi xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Cầu chạy kinh điển thật đấy. 10 tay, 6 tay. Tiếng này xin phép nghỉ một tay đi anh em. Tiếng này chuyện qua mở đến năm xem thế nào. Uầy. Mở đến năm. Mở đến năm tiếng này. Nói chung là thấp nhất của một phiên trong 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 một phiên cược trong cái con game 68 game bài này ấy, của tài xỉu ấy nha anh em. Mình chỉ nói riêng tài xỉu thôi nhá. Là nó đã thấp nhất của một phiên nó đã tầm 4 tỷ rồi anh em ạ. Một phiên nó thấp nhất là 4 tỷ rồi. Ok, thì tiếng này mình sẽ gỡ gạc tí xỉu đi. Mình sẽ gỡ gạc tí xỉu đi. Mình chuyên đánh xỉu mà anh em. Mình đam mê đánh xỉu mà. Địt mẹ mày. Vãi thật đấy. Lại làm lại từ đầu rồi anh em ơi. Lại phải làm lại từ đầu rồi anh em ơi. Đấy thì cầu chạy cầu bệt đẹp thế này mà nãy giờ mình không đánh nhỉ. Cầu bệt chạy khá là đẹp anh em ơi. Hũ hiện tại là 791 củ nha anh em. Thì cái hũ này có lúc nó lên tận 3 tỷ đấy, gần 3 tỷ này anh em. Đấy. Bởi vì cái lượng cược nó càng nhiều thì cái hũ nó càng tăng nha anh em. Cái tổng cược của anh em càng lớn thì cái tổng cái hũ nó càng càng tăng nha anh em. Thì khi mà mình đánh to á, ví dụ như tiếng này nhá, mình đánh lại 50 tài đi. Để xem nào, để xem nào. Không, tiếng này mình sẽ lại bẻ sang xỉu đi. Ví dụ tiếng này nó về 3 con 1 thì độ hũ cũng mình cũng bú được khá là nhiều nha anh em. Ok, mở bát. Đi mẹ mày, 2 3 còn ta 6 kìa. Đấy thì anh em để ý xem nhá. Bên này là 800 này, bên này là 1 tỷ 3 này. Đấy nhá, thấy chưa? Và cái trong cái con game 68 game bài thì nó không có cân kèo nha anh em. Đấy, thì bên này 1 tỷ 3, bên này 800. Tuy nhiên nó chênh lệch 500 nha anh em. Nhưng nó vẫn ra tài. Đấy là anh em hiểu cái độ xanh chín của cái con game này là nó như thế nào rồi, đúng chưa? Anh em chơi lâu anh em có thể hiểu cái độ xanh chín của nó là thế nào rồi. Ok, tập trung nha anh em, tập trung nhá. Lỗ rồi anh em ơi. Tập trung nhá. Mẹ mày, 2 con 11 này. 2 này. Ok đi, tiếng này thì chắc chắn là nó sẽ về xỉu nhà anh em. 5 4 này, tiếng này sẽ ra ba cái xỉu cho mình này. Ok chưa? Ôi giời ơi. Địt mẹ mày lại tài kìa. Sao cầu nó ra đẹp thế nhỉ? Mẹ mày cầu nó ra đẹp thế nhỉ? Cầu ra quá đẹp anh em ơi, cầu ra thế này mà không bú được. Đi, nãy giờ cứ theo bẻ cầu này. Bẻ cầu mà bay tận 200 củ rồi đấy. 200 củ rồi đấy anh em. Đi mẹ mày. Đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Đéo ổn rồi anh em ơi, đéo ổn rồi anh em ơi. Đéo ổn rồi.
Mẹ mày, cày thật đấy. Ok, ăn được cứ ăn, ăn được cứ ăn nhá. Ok đi, ăn được thì cứ ăn, ăn được thì cứ ăn. Ok nha anh em. Cầu ra rất là đẹp anh em, cầu ra rất là đẹp nhá. Ba này, ba bảy mười ra xịu quá đẹp này. Ba bảy mười là chẵn này, chẵn này. Ba cộng bảy là mười này anh em, cộng cái số cuối của phiên đấy. Đấy thấy chưa? Tiếng này hơi khó nha anh em, tiếng này hơi khó nhá, nhưng mà vẫn đánh được. Cầu đi thế này thì anh em cứ thấy gì anh em đánh đấy thôi, chứ biết làm sao bây giờ, đúng chưa? Ăn cho tôi tiếng này đi. Có thể ăn tiếng này thì tôi sẽ chạy luôn nha anh em, chạy thẳng chân luôn nha anh em. Đi còn mẹ mày, lại chạy 1-1 rồi. Lại phải ulti rồi anh em ơi, lại phải all in rồi anh em ơi. Lên đi, lên đi, lên đi. Ê mày, nhiều lúc thì đánh thì cũng không biết đường nào mà lần luôn anh em. Nhiều lúc đánh thì cũng không biết đường nào mà lần luôn. Ví dụ như cầu này nó chạy đẹp thế thì mình không chơi. Nãy giờ mình chỉ đánh mỗi một bên nha anh em. Nãy giờ mình chỉ đánh mỗi xỉu thôi nha anh em. Mình ghét đánh tài lắm anh em ạ. Ok, nó đang chạy cầu 1-1 này anh em, cầu 1-1 rất là đẹp nha anh em. Ok cho tôi một tiếng nữa đi anh em ơi, cho xin một tiếng nữa đi anh em ơi. Mà thật này anh em xem này, 1 2 3 này, ba tay này mất bố 200 rồi đấy anh em thấy chưa, cày thật đấy. Nốt tay đi, nốt tay đi anh em ơi, xin phép về bờ nốt tay đi, xin phép về bờ đi. Tay này mà ăn thì xin phép là nghỉ nhá. Hôm nay mình vào thì vừa hết cầu đẹp đấy, và cầu nãy giờ mình đánh một bên thì hôm nay lần này mình sẽ đánh bên tài xem thế nào. Ok, húp nha anh em, húp nha anh em, tuyệt vời nha anh em. Ok thì hôm nay lãi là 45 m. Ok, hôm nay lại 45 mét nha anh em. Ok. Thì mình xin phép dừng lại tại đây đi. Mình xin phép dừng lại tại đây đi. Bởi vì vừa rồi mình đã lên được 300, mà bây giờ xuống rồi lên lại thì rất khó lên nha anh em. Ok, thì hẹn anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nhá.